Thank you.
ngồi gãy ghế luôn trời. Giờ chiếc này tính ra cũng to hơn, to hơn chiếc của chị. Oh.
trời. Chợ nổi Vùng Điền, mặc áo màu cam đó là tiệm của Thái á, có khách đợi nữa rồi. Điện nó cũng tối ngày, khách cứ tối ngày. Hả? Xuống. Chú đi qua Vùng Điền cái dòng cái đụng thử Vùng Điền cái sống cỡ nào tao về. Quá. Cái bà nó giờ có ai cũng quy vậy. Không làm quy luôn. Làm cho em lấy sữa nó bị đi cả vòng đi làm chơi luôn à, phải luôn xuống đi còn trăm thằng nữa. Cái bự thấy ơi, sống á. Cái luôn à.
thấy ghê trời. Chưa đó. Vậy. Chưa đó. Còn lên nữa đó. Còn nữa đó. Tại mới xuống hôm nay chân dịch chân gà chưa cắn. Vậy rồi đã không? Quá đã. Bạn nhiêu anh Trứng? Vậy. Vậy của người ta gấp người ta. Gì? Khách. Thấy anh chạy rồi tưởng của anh chứ. Chiếc kia. Chưởng chiếc kia. Sao cảm giác thế nào cho biết kết quả rồi. Báo phiền cho bộ ơi. Phiền ha. Báo phiền ta về, ta về. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại video sau. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Đúng rồi. Chạy đường gì là ngon rồi. Ngày mai ra là bô bọng lum nha kìa. Mai ra chế bô. Đi con nghiệp nghe quá. Để. Cái này của ông kia phải của mình đâu. Nếu đem dưới rồi.